Thật sự là tâm trạng của Dung và toàn đội bây giờ rất là háo hức ạ. Thật sự đây là lần đầu tiên mà phải nói là châu Á thì như là Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc thì đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp rất nhiều lần rồi. Nhưng mà đây là đội tuyển nữ Pháp đứng thứ 3 thế giới. Thì đấy là một cái cảm giác rất là mới lạ cho toàn đội. Và đây là một cơ hội rất là có ích và rất là bổ ích cho toàn đội có cơ hội lần đầu tiên thôi. Đối đầu với những đội tuyển phải nói là mạnh nhất thế giới. Và toàn đội rất là đang cố gắng tập luyện để tập trung để có một trận đấu giao hữu thật là bổ ích với đội tuyển nữ Pháp. Thực sự là với trước một đối thủ mạnh thì toàn đội cũng đang có sự chuẩn bị rất là tốt. Và mọi người cũng khi mà đối đầu với đội tuyển mà rất là mạnh như thế thì toàn đội luôn bảo nhau là cố gắng tập trung, thi đấu thật tốt. Và hiện tại bây giờ thì theo Dung nghĩ thì sự chuẩn bị của bác Mai Đức Chung dành cho toàn đội tương đối tốt. Dung và cũng như toát trẻ chị em mà thực sự là cũng biết từ hôm qua và cũng đã có sự chuẩn bị từ hôm qua rồi. Thì cũng ngày hôm nay là sinh nhật bác thì Dung cũng bằng tất cả tấm lòng mình thì Dung cũng chúc bác có một sinh nhật thật là vui vẻ và ý nghĩa, hạnh phúc với gia đình. Nhất là còn một cái giải đấu cuối cùng trong năm nay cùng đội tuyển nữ Việt Nam và thi đấu thật tốt và thành công để cho một cái năm thực sự là trọn vẹn của bóng đá nữ Việt Nam. Thực sự mà nói thì cũng có chuẩn bị bánh và quà và thấy một cái bất ngờ gọi là nho nhỏ chị em dành tặng bác ạ.